thì bao gồm là địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, Atula nè, bốn cái đó là bốn cõi khổ. Rồi cái cõi mà như vừa khổ vừa lạc là cõi người, cõi chúng sanh người chúng ta nè. Và cái cõi mà nó chỉ có lạc thôi đó là cõi thiên, cõi trời. Cõi trời đó lại tách làm ba, trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Trời nó có ba, thì gọi chung là trời. Thì với người, với bốn cõi khổ này là sáu cõi, gọi là lục đạo luân hồi đó, ha, là sáu cái cõi giới đó. Nhưng mà thật ra nó tới 33 cõi đó, ba mấy cõi đó, 31, 32, 33 gì đó thì quên mất rồi, nó dài, nó nhiều dữ lắm. Bao nhiêu là cõi trời được chia ra, rồi mỗi một cái cõi trời như vậy là bao nhiêu là thiên tử, rồi trong cái cõi trời đó là bao nhiêu là vùng đất, rồi là ở một cõi trời như vậy lại có cái ông chủ ở đó gọi là thiên chủ nữa. Trời ơi, nó tùm lum hết trơn luôn như vậy đó. Cho nên nếu như mà nói chia cõi trời ra thì nó nhiều dữ lắm. Thành thử ra thôi bây giờ người ta gom chung lại cho nó gọn gọn lại đó, thì ra lục đạo sáu thôi. Chứ mà để tới mấy chục cái rồi người ta nhớ nhớ còn không nổi nữa. Nên gom gọn lại thì có sáu cái cõi giới như vậy, chia theo cái đặc điểm chung của tụi nó ở trong các cái cõi giới đó.